Thông điệp thứ hai tôi đã trao đổi với nãy đó là câu chuyện vì sao đó là mình không có trao đổi với người bệnh, đó là một cái điều thiếu sót của người thầy thuốc. Nhưng mà cái đó là do tác động của gia đình, thì cũng cũng là cũng một cái gia cụ cho mình, đó là có tác động gia đình. Và cái thông điệp giữa chúng ta cần lắng nghe là công việc thiên số bảy. Tại sao cần lắng nghe? Em gái tôi bị ung thư phổi nhưng mà không biết là một cô giáo nha, đang dạy học gãy chân, điện thoại hỏi tôi: anh ơi em bị gãy chân rồi. Em bảo tôi gãy chân rồi, em vô bệnh viện chợ đấy đi nha. Mà chị tôi làm chợ đấy và lại nhờ bác sĩ chân truyền hình, một bác sĩ nhỏ nhỏ thôi, tôi không nhắc tên ở đây. Sau đó thì chẩn đoán ra là ung thư di căn xương không rõ nguyên nhân, và một lời nói không hay của vị bác sĩ này mà làm cho em tôi khóc khóc sướt mướt và muốn về luôn. Ung thư giai đoạn 4 rồi, nằm chờ chết sao, về đi, thế là nó nhất định rồi. Một câu nói không hay của thầy thuốc. Và sau đó thì tôi mới ra mặt, từ đó là tôi là bác sĩ bình thường, lúc đó là bác sĩ bình rồi nha. Và tôi mới nói với em nói câu đó cũng đúng, gãy chân là di căn xương còn cách để mà điều trị chứ không phải là hết. Và tôi đã tư vấn cho em tôi bảo chứ rằng em chỉ muốn sống để cho con em vô cấp 2, cấp 3 tuổi, lúc đó con mới học lớp 1, cấp 1 chứ không phải học lớp 1, cấp 1. Và điều may mắn cho tôi là khi mà tôi mang về bệnh viện thì tôi tìm ra đó là ung thư vị phổi, một nốt rất đơn độc nhỏ thôi, nhưng mà nó tôi hoàn hóa môn dịch của điện ra đó là vị phổi. Thì tôi nhờ thầy chí dũng của đội chính điện hình đó, thì thầy thấy rằng là cái này chỉ có một chương thôi, đâu có gì đâu mà chờ chết. Thầy nói luôn tại khi thầy đem thầy cắt cái xương chết mất đi và đóng đinh cho em ấy và nó đi được, nhưng mà cũng lại tôi một thêm một sự kiện nữa là trong đơn vị của tôi, tức là tôi hôm đó tôi lại đi Malaysia về một cái hội nghị riêng cho báo cáo. Khi mà tôi chưa kịp về thì cái người đồng nghiệp kia không đọc trong cái mật án của tôi gì, và thứ hai này sẽ chuyển qua tính chương trình này để giải quyết cho chân. Thì ông đồng nghiệp kia tôi cũng không nói lại tôi luôn á, ông đồng nghiệp kia cũng nói y một câu đó: giai đoạn 4 rồi, năm đây làm gì, chờ chết mai vậy. Thì tôi thì báo cáo xong cái tôi luôn nắm tôi về luôn, đúng là thứ hai tôi về thôi. Là tối nhận tôi về giờ, thế là tôi về luôn. Tôi thấy là tôi xin viện, tôi bảo ai cho xin viện, đây là em gái tôi mà như vậy nó không được nha. Chứ còn nếu mà bệnh nhân khác thì sao, chứ mọi người bảo của em gái anh nhỉ. Tôi nhận tôi đi trong đó đó, đã hội chẩn với cái chi dũng người đó là cái đóng làm thương đó. Và điều rất may em tôi vẫn tiếp tục điều trị, và thầy chí dũng cũng bất ngờ, thầy chỉ nghĩ rằng là cho em ấy được 1 năm 2 năm, nhưng mà tôi hóa trị 6 phác đồ, mỗi năm 1 phác đồ, và được 8 năm trời em vẫn đi dạy học bình thường và ước mơ của em đã được thành. Thì sau đó thì sau 8 năm thì em đi lên đại học, thì cái chuyện đó là quá quá mức tưởng tượng, mình rồi mình chỉ nghĩ 1 2 năm thôi. Cái đó rằng là cái niềm cái ao ước của người vật muốn sống để nhìn đứa con mà mình tạo cho người ta. Có thể là mình không thể làm được cái gì hết thì cho cả vào cái chuyện đó, hoặc là như thầy Vũ Dũng thầy nối các cái phương diện đóng đi và nó vẫn đi dạy học, vẫn hát với học trò. Đó là niềm tin của người vật, cho đó chúng ta cần niềm vật, đó là điều quan trọng nhất. Tiếp câu chuyện hai không? Dạ vâng, câu chuyện rất là ý nghĩa bác Phan ạ. Rõ ràng là bác sĩ, đôi khi bác sĩ ở chúng ta tư vấn cho bệnh nhân rất là nhiều để vực dậy cái niềm tin của bệnh nhân. Nhưng mà vừa ra đến cổng lấy cái xe cái là gặp ông bảo vệ hay là gặp về nhà gặp ba hàng xóm gì đó. Nói một câu vu vơ gì đó, ung thư à, sắp chết rồi à hay gì đó. Làm cho họ mất ngay tinh thần. Cho nên là hy vọng là những cái webinar như thế này sẽ lan tỏa được cái thông điệp đó.
giúp cho mọi người hiểu hơn là trong cái tùy tình huống nữa, chứ không phải là cứ nghe ung thư là sắp đi để cho làm cho bệnh nhân người ta buồn thêm. Chị có thể kể câu chuyện là cái sự sống của bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối ha. Đây là câu chuyện có thật. Đây là mẹ của chị, sếp tổng giám đốc của chị công ty trước á, thì bà là ung thư buồng trứng và nó đã di căn, bụng nó rất là to, thì là cứ nghĩ rằng là không điều trị được, thì cuối cùng là rất là nỗ lực. Thì do là chị Nam Phương cũng có chăm rất là nhiều người bệnh, thì cái đầu tiên là chị trấn an về tinh thần, chị nói quyết quyết liệt đi là phải điều trị. À, phải điều trị thì lúc đó là đã gửi về, một là đi Nhật, thì sau đó là thấy là Nhật khó giao tiếp lắm. Năm 2014 mới mang về bệnh viện Chợ Rẫy, thì ở bệnh viện Chợ Rẫy là đầu tiên phát đồ là phẫu thuật sau đó là hóa trị. Thì từ 2014 tới giờ bà sống rất là khỏe mạnh, bởi vì là gia đình là rào hết, không cho người ta tới thăm, không ai được nhắc từ ung thư hết. Lúc nào cũng nói là ngoại ơi, ngoại khỏe rồi, ngoại vô liều thuốc này hơi mệt một chút nha, hôm sau về là rất khỏe, nhanh uống và tiêm thuốc nhanh lên để mà còn về nhà nữa. Cứ từng tháng vậy đó, cuối cùng là bà nằm viện đâu đó là khoảng gần 8 tháng bạn về. Sau đó bà về khỏe ra, à, bởi vì bà không biết bà bệnh gì hết, thì chắc là có lẽ là bà cũng là người ít học, thiếu kiến thức, và lúc nào bà cũng lạc quan hết đó. Bởi vì bà hỏi tao có bị ung thư không vậy mấy đứa, thì người nhà đâu có đâu, à, ngoại khỏe ra, à, ngoại chỉ cần vô một vài liều thuốc bác sĩ cho là ngoại khỏe ra. Thì cuối cùng là bà khỏe thật. Thì mình nghiệm lại là mình thưa với bác Quý, với bác Thanh đó, là thứ nhất là gia đình có điều kiện là cố gắng cho bà một cái tâm lý gọi là, thứ nhất là cho dinh dưỡng rất là tốt, ăn không nổi thì xay ra uống từ đút sữa này, hay là xay dạng sinh tố. Thì chính vì vậy là dinh dưỡng nó đầy đủ nên là bà chống chọi với bệnh tốt là một, rồi thứ hai nữa là lúc nào bà cũng vui hết, vì nghĩ rằng là thôi sắp được về nhà rồi thì bà cũng thấy khỏe hơn. Rồi thứ ba nữa là trên cái tinh thần lạc quan như vậy thì thấy điều kỳ diệu là bà vẫn sống bây giờ rất là tốt. À, từ 2014 tới giờ là hơn 8 năm rồi đó, bà đi du lịch rất là nhiều nước trên thế giới. Và từ đó mình thấy rằng là dù là bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy nói rằng là bà đã ung thư giai đoạn là gọi là giai đoạn có di căn rồi, bụng mỗi bụng thì to rồi này nọ, qua phẫu thuật rồi qua hóa trị vân vân, bây giờ bà cũng khá khỏe. Vâng, cảm ơn câu chuyện của chị Nam Phương. Rõ ràng là chúng ta có rất là nhiều cái câu chuyện gây cảm hứng như vậy. Và rõ ràng bây giờ y học càng ngày càng có nhiều cái phương pháp điều trị tiến bộ tốt hơn cho người bệnh, phải không ạ? Mình thấy là ung thư có thật sự là y học tiến bộ rất là nhiều, kết hợp với lại là cái kiến thức của gia đình bệnh nhân. Nếu mà không đủ kiến thức thì mình phải lắng nghe bác sĩ, và hãy lắng nghe bác sĩ, thì cái đó là cái mà Nam Phương nhìn thấy được là trong chăm rất là nhiều người bệnh. Vâng, và cái chăm sóc dạ dày cũng rất là quan trọng để cho bệnh nhân được thoải mái trong những cái ngày điều trị đó. Tuy nhiên em rất là bất ngờ bởi vì cái chuyện mà không nói với bệnh nhân về bệnh ung thư nhưng mà vẫn hóa trị được, đó là cái chuyện rất là đặc thù của Việt Nam bây giờ. Nhưng mà dù sao thì mình cũng nghĩ là đôi khi nó cũng có cái điểm tốt là bệnh nhân thì giữ được cái tinh thần. Ngược lại ở Nhật Bản ấy, thì thường thường là bác sĩ phải giải thích rất là đầy đủ với bệnh nhân và bệnh nhân thực sự mong muốn cái điều đó. Và họ họ nghĩ là bây giờ tôi sẽ ra trận để tôi dùng hóa trị như là một cái loại vũ khí để tôi tấn công vào đồn địch chẳng hạn, thì đó tinh thần cũng 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 sẽ được vực dậy rất là nhiều, họ sẽ trở thành một cái vận động viên marathon và sẽ chạy càng dài càng tốt với cái sự hỗ trợ của người thân và các bác sĩ ở xung quanh ạ. Không phải Chị không đính biết chính là bác sĩ, chị xin đính chính là các bác sĩ Chợ Rẫy thì có giải thích mà nói là ca, mà bà không hiểu ca là gì. Thì đó là trường hợp cũng đặc thù, bởi vì là người nông dân ở quê đó, ít học hành gì hết nên là bà không biết. vâng, Không thật sự không biết thì cũng có cái tốt của nó phải không ạ? phải chúng ta phải chia ung thư từ gốc ung thư khó lắm, phải chia ra làm nhiều đối tượng lắm. Với đối tượng mà hiểu biết mà chúng ta nói và trình bày rõ ràng, thậm chí phải ghi luôn cho người ta là tôi sẽ dự định làm cái này cho ông, à, thất bại cái này chúng tôi chuyển ra cái này, và tính tôi phải ghi ra từ giấy đàng hoàng, mặc dù chữ như đẹp. Và còn ra những người mà lớn tuổi, mà tôi cũng đang có bà cụ á, nhưng là 4 năm nay rồi bà biết bà có cái u trong buồng trứng á, mà không có điều trị, không chẩn đoán, cứ cho thuốc giảm đau, đến giờ vẫn còn sống, chỉ có yếu thôi. Nhưng mà bà bảo luôn bà u không, u đâu chứ không biết là ung thư, tại vì lớn tuổi quá gia đình không muốn chẩn đoán, cho thuốc chăm sóc giảm nhẹ thôi. Điều may cho bệnh nhân đó là nó không biến chứng nhiều, nó chỉ ở mức độ là nằm đau thôi. Giống như là một trường hợp bệnh nhân của tôi,
bệnh nhân này tôi đã viết bài báo cáo luôn, khoa học luôn. Đây là một trường hợp người nhà của một bác sĩ cơ bộ 10 tức là học hóa 80 đó. Thì ông ta là giám đốc một công ty tư nhân. Thì đầu tiên được chẩn đoán là ung thư phổi với u, rồi xong cái lại thử ra đàn kháng thuốc buông luôn, ông vứt luôn, đóng cửa và công ty luôn và buông luôn, đi sụt luôn 4 tháng trời. Thì người em gái mới mang trao đổi với tôi, và tôi đã trao đổi thứ nhất là cái kháng thuốc của ông ấy, kháng thuốc có một thứ thuốc tôi điều trị được, tôi nói ông vậy. Thứ hai, ung thư phổi của ông chưa làm được vấn gen, tôi còn cửa cho ông. Và cái ông bảo như vậy, nếu mà tôi không có được vấn gen tôi hóa trị thì dùng thuốc lao vô làm sao được, được lên lên bằng não sao? Tôi bảo không, anh cứ bình tĩnh, điều trị lao song song với điều trị ung thư được. Và một điều may mà cũng không may lắm là ông ta có đột biến gen, mà này đột biến gen là đột biến gen hiếm, không dài xài cái thuốc đời một là Teva hay là USA, mà ông phải xài thuốc đời hai và đột biến gen hiếm. Thì lúc đó thì ông này thì này không có bảo hiểm, đăng ký bảo hiểm không chịu đăng ký bảo hiểm, và ông tự bỏ mua. Mà tôi tiếp tục điều trị thì có một tháng sau thôi đàn hết khỏe lên và cũng lạc quan đi làm việc lại và hoạt động công ty rất bình thường. 5 năm sau thì do dịch Covid, rồi do chuyện cha mất nữa, rồi ông ấy bị suy sụp, rồi ông ấy bị căng thương, ông bảo tôi bỏ bác sĩ ơi. Tôi tiếc là tôi chuyển đi cả vào cái chuyên cuộc sống mà ông ấy rất là tiếc. Ông bỏ luôn, và sau đó thì là mất thì sau khi mẹ ông mất, ông không ăn uống, ông mà tự tử mất. Nhưng mà có một cái điều tôi thuyết phục ông ấy được, từ lao kháng thuốc rồi ung thư phổi giai đoạn mà là xâm lấn ở ngay Canada không thể mổ được, mà tôi điều trị ông khỏe lên 5 năm hoạt động bình thường, và bạn bè ông cũng là bác sĩ luôn gửi thư cảm ơn tôi quá trời. Tôi bảo không phải đâu, cái điều này là do người bệnh lúc lực và nhiều và người bệnh được hiểu biết. Đó là một điều trao đổi rất là cần thiết giữa thầy thuốc và người bệnh. Vâng, cảm ơn anh Thành rất nhiều. Những cái ví dụ để minh họa thế giai đoạn 4 không có nghĩa là không còn gì để làm, đúng không ạ? Và ngay cả cái chăm sóc giảm nhà cho những người lớn tuổi, họ không có điều kiện để theo hóa trị xạ trị, nhưng mà mình vẫn theo dõi họ, giảm đau cho họ, giúp cho họ đi lại ăn uống được tốt, thì vẫn có thể duy trì cái cuộc sống bình thường, chất lượng tốt cho đến những ngày cuối cùng, phải không ạ? Và trong cái thông điệp 31 thông điệp này á, thì chị Phương em còn thích một cái thông điệp, đó là hỏi người bệnh về những cái cuộc sống trước đây của họ, trước khi bị bệnh họ như thế nào. Bởi vì khi bệnh nhân bị mắc bệnh thì hầu như là họ bị mất tất cả những cái gọi là những cái đặc điểm, quên mất cái cuộc sống trước đây của mình như thế nào, và họ cảm thấy mình rất là bị tù túng. Thì cái chuyện chúng ta khơi gợi để giúp cho họ biết là họ là từng là một cô giáo, họ là từng là một người mẹ rất là tốt với gia đình, giúp cho họ thực sự là cảm thấy cái cuộc sống của họ rất là ý nghĩa. Và đôi khi như là tình huống của anh Thanh, tôi muốn sống tiếp vì con tôi chẳng hạn, mình khơi gợi được cái động lực của họ để cho họ tiếp tục thấy cái con đường phía trước để tiếp tục điều trị cùng với bác sĩ. Chị cũng nghĩ, chị cũng tin là vậy, bởi vì là chị cũng có người bạn, chị hỏi là bây giờ là nếu mà cho lúc đó bạn nằm ở bệnh viện ung bướu, thì chị nói là con ơi, nếu mà chị hay gọi là mày tao á, tại vì bạn cấp 2, thì nếu mà mày khỏe mày điều trị bớt á thì mày về như thế nào, là người đầu tiên mà mày muốn gặp là ai? Nó là chắc chắn tao sẽ ẵm thằng con tao, bởi vì nó có 1 tháng à, mới bạn sinh 1 tháng thì bị ung thư, phát hiện ung thư. Và sau đó là khi mà bạn mình gợi lại cái câu chuyện, mình hỏi cái câu chuyện như vậy, bạn nhắc lần liền về đứa con, thì mình tự nhiên mình thấy đúng là bạn có nhiều nghị lực lắm, là bạn muốn tiếp tục cái câu chuyện mà điều trị. Thì chị thấy là đúng là sức mạnh tinh thần khi mình gợi mở về người thân hay là những câu hỏi như vậy, và chị thấy đó là câu cái điều rất là tâm đắc và rất là có giá trị với người bệnh. Vâng, ngay cả bác sĩ cũng vậy thôi, bác sĩ không sẽ không có hay ho gì khi mà chúng ta chỉ nói đến người bệnh như là một cái căn bệnh, đây là bệnh nhân
ung thư phổi hay gì đó chấm hết, nhưng mà chúng ta phải gắn thêm một cái gì đó đặc điểm, à đây là một người đã từng là thầy giáo, đã từng là một người nông dân rất là tốt bụng với những người xung quanh chẳng hạn, và bây giờ bác này bị ung thư phổi, thì rõ ràng cái cảm xúc của chúng ta khi mà gặp những người bệnh đó nó khác hẳn với cái chuyện chúng ta chỉ xem đây là một cái ca ung thư phổi. Nó giống như cái phần chia sẻ ban đầu của anh Quý phải không ạ? Là giống như mình đang kê đơn cho bệnh nhân những cái thông tin phù hợp với cái hoàn cảnh của họ ấy ạ. Chị nói nhanh thôi, cái này là rất là rõ ràng. Bây giờ chị nhớ lại câu chuyện là vì sao ông nội chị rất là thích bác sĩ. Thì lúc đó là chị vào cho chị làm, coi như bệnh viện nó thôi có thể là mang ông về, bởi vì cũng lớn tuổi, 86 tuổi, nhưng mà chị vẫn quyết liệt mời một bác sĩ ở Chợ Rẫy á. Bác về thì cũng vào hóa chất này nọ cho ông. Cách đây 12 năm trước thì là bác sĩ cứ tới hoài là ông nội chị cười hoài luôn á, bởi vì bác sĩ hay kể chuyện lắm. Ví dụ gợi mở hỏi là bác con thấy ngày xưa chắc là bác cũng đẹp trai lắm phải không, rất là nhiều cô theo phải không, à là thời lúc mà bác làm nghề gì, rồi đúng là ông nội chị là thầy giáo ở trường làng á, rồi nó là ông hát có bác hát có hay hay không, thì tự động là ông cũng giống như là ông nói là gật đầu ông hát hay, rồi nó là kiểu như là hỏi mấy câu chuyện mà giống như là về cuộc sống của ông á. Thì chị thấy là đúng là khi mà bác sĩ đó theo ở nhà chị là thành ra là 8 tháng á, và chị thấy rất là gọi là sau cái đợt mà chị gợi mở thì ông chịu khó điều trị đồ này nọ, thì sau đó là ông rất là gọi là ông chịu bác sĩ. À mỗi chiều mà ví dụ như là cách hình như lúc đó là ví dụ như là 3 ngày á, 4 ngày là bác sĩ đến nhà một lần chăm sóc cho ông, mà giống như là hôm nay bác tới rồi thì phải 3 ngày sau bác sĩ mới tới, mà ông cứ nhắc hoài vậy đó, ông đợi dữ lắm. Nên là chị thấy đúng là cái giống như cái sự chia sẻ những câu hỏi mà dễ thương về cuộc sống á, làm cho ông mong đợi nhiều lắm, và ông phối hợp bác sĩ rất là tốt. Chị ước gì mà giống như là sau này có nhiều, chị ước gì là ví dụ như bác sĩ thì có nhiều thời gian á, rồi cũng gọi là tâm tư hoặc là dành nhiều thời gian cho bệnh nhân mà hỏi như thế, thái độ như thế, là hay là giống như là giống như cái sự nhẹ nhàng nó bớt bận rộn. Bác sĩ thì bây giờ bận rộn quá, có nhiều bệnh nhân phải điều trị, tìm được bác sĩ như ông nội thời mà dành cho ông nội chị thì chị nói là quá sức may mắn. Có lẽ là mọi người vẫn còn nhớ cái video clip khi sư tử mắc ung thư mà y học cộng đồng vừa chuyển ngữ cách đây 2 năm đó, mọi người vẫn có thể xem lại trên YouTube, thì có cái sự khác biệt rõ ràng giữa cái Lovolan và cái gọi là dạng lãng du lan, khi mà người bệnh nhân chuyển từ những cái điều trị rất là gấp gáp, rất là khắc nghiệt, và hầu như rất là ít giao tiếp ở những cái bệnh viện lớn, khi mà về với gia đình của mình trong cái khuôn viên của cái chăm sóc giảm nhẹ, cái thời gian chăm sóc giảm nhẹ, thời gian mà bác sĩ có thể ở gần với họ, lắng nghe nhiều hơn, và rõ ràng khi mà chúng ta có nhiều thời gian hơn thì chúng ta có thể giao tiếp một cách hiệu quả hơn, để nghe lắng nghe những cái chia sẻ người bệnh, để đồng hành với họ. Thì cũng rất là mong làm sao để cho các bác sĩ trong cái quá trình điều trị tấn công cũng có những cái thời gian để lắng nghe người bệnh như vậy ạ. Em cảm ơn anh Quý. Thì nhân dịp chương trình nhìn lại một đêm ca lần thứ 29 thì y học cộng đồng cũng như là với sự hỗ trợ của phòng khám Bạch Na cũng đã in được một số lượng sách là 300 ngàn, 300 cuốn sách, 300 tập lịch về các 300 tập lịch này để dành tặng cho nhân viên y tế cũng như là những người đang chăm sóc cho bệnh nhân. Thì trong nhân dịp cái webinar lần này thì y học cộng đồng cùng Bạch Na thì xin gửi tặng tới các anh chị khán giả đang xem chương trình là 20 cuốn lịch, thì cái link đăng ký mình đã gửi vào trong comment, thì mọi người có thể lấy cái link ở đấy và mình nhận cuốn lịch về để có thể là tham khảo sâu hơn nha. Vâng, xin cảm ơn chị Nam Phương cũng như là các anh em ở bên Bergna đã cùng phối hợp với học cộng đồng in ấn và thiết kế cho cuốn lịch rất là đẹp này ạ. Mình hy vọng là những nhân viên y tế ở khắp nơi ở trên Việt Nam cũng như là bệnh nhân, người thân, những người chăm bệnh có thể đón nhận cái cuốn sách, cuốn lịch này để xem thêm, xem kỹ hơn về những cái thông điệp mà cần lưu ý khi mà làm việc nhóm cũng như là khi giao tiếp với bệnh nhân ạ. Tôi có một cái điều chia sẻ, không biết các bác sĩ ung thư khác có bằng lòng với tôi trao đổi với bệnh nhân xong và quyết định là và đề nghị kết bạn Zalo, có thể nói chuyện trực tiếp, có thể nhắn tin, nếu mà tôi bận quá thì xin tôi sẽ nói chuyện buổi chiều. Thì đó, thì cái điều đó là mình giao tiếp nhất là ấy, có nhiều khi trong công việc đúng rồi,
bây giờ bệnh nhân, số lượng bệnh nhân tới bệnh viện khá đông, số bác sĩ thì khan hiếm, đặc biệt những bác sĩ chuyên ngành, do đó thì nhiều khi có những bác sĩ nhiệt tình để ý người bệnh, có nhiều bác sĩ làm nhiều quá để cáu lên, tôi nói luôn, anh đừng nghe tôi, ngồi quay, đó những điều đó. Nhưng mà tôi khuyên các bác sĩ, ngay khi mà tôi còn đi dạy học, tôi cũng nói, tôi các em cứ cho số điện thoại Zalo để cho người ta giao tiếp, tôi bận quá, có gì bác cứ lấy số điện thoại này kết bạn Zalo, nhắn tin tôi 1, 2, 3 điều gì đó cần, hiểu rằng các em cứ bỏ ra một chút, nhiều khi đó là cái thông điệp người ta rất là quý mình, người ta cần anh thầy thuốc tư vấn chứ không phải đắp cần thầy thuốc khám. Đó là điều như vậy, đó là điều tôi muốn trình chia sẻ. Dạ vâng, giờ giống như bác sĩ Thanh chia sẻ, thực sự là họ có cần một người ở bên thôi. Nhưng mà khi mà bệnh nhân họ được bác sĩ kêu là kiểu mọi người hay nói là bác sĩ trả về đó, thì đúng rồi, họ như là mất đi một cái điểm tựa nào đấy. Thì em nghĩ đó cũng sẽ là một cái một lần sốc khác sau khi mà nhận cái kết quả là mình bị ung thư. Thì cái lúc mà mình lại nhận thông tin là bác sĩ họ không còn ở bên cạnh mình nữa, thì lúc đấy nó cũng là một cái cú sốc khác đến với bệnh nhân. Dạ. Anh Thanh vừa nhắc đến cái thông điệp số 20 ở trong cuốn lịch này, đó là liên kết với nhau sẽ giúp chúng ta đỡ cô đơn và thấy mạnh mẽ hơn đó. Thì cái việc mà chỉ cần cho số Zalo thôi, mặc dù cái điều này ở bên Nhật cũng rất là ít, nhưng mà bệnh nhân có được số Zalo của bác sĩ, biết là mình có thể kết nối bác sĩ qua một cách nào đó, thì chắc chắn là họ sẽ an tâm hơn rất là nhiều. Cảm ơn bác sĩ Thanh ạ. Và rõ ràng mình còn thấy một cái điều mà đây nữa, tức là bác sĩ cũng là người thôi. Bác sĩ mà trong lúc vừa trực ra đói bụng không lê lết nổi nữa thì làm sao mà có thể tư vấn cho nó đàng hoàng được, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta chờ cái thời điểm để chúng ta nói chuyện khác, thời điểm khác để nói chuyện cũng rất là quan trọng. Dạ, thì cũng không thể phủ nhận được là cái việc mà bác sĩ ở Việt Nam thì một ngày họ phải khám khá là nhiều bệnh nhân, thì đôi khi là mình cũng đặt mình vào cái tâm trạng của họ để hiểu cho bác sĩ một chút, thông cảm cho họ một chút xíu, vì cái tình trạng là họ phải khám và mất rất là nhiều năng lượng để có thể là hỗ trợ hết nhiều bệnh nhân như vậy. Và em cũng vừa nhận được một cái câu hỏi cũng khá là liên quan tới cái việc là mình đi thăm khám với cái thời gian quá ngắn như ở Việt Nam hiện nay. Thì có một bệnh nhân họ đã gửi tới câu hỏi rằng mỗi lần nằm viện thì vì bác sĩ đi điều trị khám thời gian thì quá ngắn, mà tôi cũng sợ không dám hỏi cái thắc mắc của mình, thì vậy có cách nào để có thể cải thiện giao tiếp giữa người bệnh với bác sĩ điều trị hay không? Và gần đây thì người nhà của em cũng là bệnh nhân ung thư, thì thấy tính cách của người nhà thì bắt đầu trầm hơn và ít giao tiếp hơn. Thì có bác sĩ điều trị có nói là sẽ mời thêm bác sĩ tâm thần khám thêm, và họ lại không giải đáp gì thêm nữa. Thì cái người chăm bệnh lúc đấy thì phải làm như thế nào ạ? Dạ, không biết là đối với bác sĩ Thanh thì bác sĩ Thanh sẽ xử lý cái câu hỏi này hoặc là những cái trường hợp này như thế nào ạ? Theo tôi nên kết bạn Zalo và chọn là người bệnh. Và gần đây tôi cũng có sự cố đó, tôi cũng không có biết, mà tôi bận quá tôi nên một tuần tôi không vô viện, bệnh nhân nhập viện tôi không biết luôn. Nhưng mà biết đó, khi mà mình nhắn thì người ta không có nhắn lại, rồi người ta nhập viện tôi không biết. Đến khi mà tôi biết được đó, thì bệnh là hơi nặng, nhưng mà sau khi mà tôi giao tiếp, tôi trao đổi rồi thế là hòa thuận với nhau, tài hiểu, hôm nay bệnh nhân rất ổn. Do đó vấn đề là giao tiếp về hai mặt, ông thầy thuốc cho số điện thoại và giao tiếp Zalo, người bệnh cũng phải và người nhà cũng phải giao tiếp lại để cho người ông thầy thuốc biết. Nhiều khi ông thầy thuốc ông bị bực, ông ở nhà ông không biết được nha, ông cũng là con người mà. Do đó thì mình không có biện là họ gì hết, nhưng mà có cái là đồng nghiệp cũng phải thông báo với nhau, anh ơi bệnh nhân anh vô điều đó, thì cũng đó cũng là một cái thông báo. Do đó thì đúng là tư vấn người bệnh ung thư lâu lắm, không có thể là 5 phút 10 phút, và có người bệnh tôi cũng phải nói đến cả tiếng đồng hồ, thậm chí tôi hẹn riêng luôn, gặp luôn hẹn riêng. Nhiều người hiểu lầm hẹn riêng là sẽ thu tiền của phòng học, không có đâu các bạn nha. Hẹn riêng để mà giải quyết hết tâm lý cho người ta điều trị tiếp tục. Đây tôi đang có một bệnh nhân mà tôi chẩn đoán ra ung thư,
nhưng mà gia đình mâu thuẫn, người thì đòi thuốc Bắc, người thì đòi thuốc Nam, đến giờ vẫn chưa có quyết định điều trị. Còn cô phải ghi ra cái clip đàng hoàng, tôi mời hết đây ghi clip ra về suy nghĩ thuốc Bắc điều trị hiệu quả làm sao, thuốc Nam điều trị hiệu quả làm sao. À, còn mình chưa làm hết thì mình chưa biết cách điều trị. À, và thực tế thuốc Nam vẫn và thuốc Bắc không có bằng chứng nào hết, chỉ có biện hiệu vận động là các thuốc chăm sóc hỗ trợ cho người bệnh thôi. Bạn nói rằng nếu muốn thì cứ vô bệnh viện y học dân tộc thì người ta sẽ giúp cho rồi bệnh nhân sẽ từ từ người ta sống dần và ta điều trị. Dạ vâng, anh Thanh ơi, trong cái cuốn đồng hành cùng bệnh nhân ung thư ấy, thì em có cố gắng viết vào một đoạn, đó là khi mà chúng ta không có nói chuyện với bác sĩ ngay tại chỗ đó được ấy, thì chúng ta ghi ra cái câu hỏi của mình, chọn ra hai ba câu quan trọng nhất thôi, ghi ra giấy kèm cái số điện thoại của mình chẳng hạn, rồi cố làm sao đưa cho bác sĩ, nói bác sĩ tôi rất là lo lắng, tôi muốn bác sĩ giải đáp cho tôi cái này chẳng hạn, thì bác sĩ có thể là trong cái ngày làm việc sau khi kết thúc làm việc họ sẽ liên lạc lại với mình đấy, hoặc là nếu bác sĩ đó rất là bận và rất là làm mình sợ quá thì mình hỏi bác sĩ khác cùng khoa đó chẳng hạn, hoặc hỏi cô điều dưỡng xem thử là có cách nào để có thể hỏi thêm bác sĩ đó ở trong cái thời điểm khác hay không. Không biết là chị Nam Phương có cái trải nghiệm nào không ạ? Khi mà mình không hỏi được bác sĩ đó thì mình sẽ hỏi tiếp, mình hỏi bác sĩ khác theo ý kiến thứ hai được không ạ? Tới giờ này á, thì là chị vào lĩnh vực y tế thấy là có những câu hỏi khó mà chưa kịp trả lời thì nhiều khi là chị tìm tới cái nguồn đó, là gần đây nhất là chị hỏi bác sĩ Quý. Chị gửi email, chị gửi các cái kết quả khám lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân ung thư ở Việt Nam thì chị hỏi Quý và chị đã tìm được cái câu trả lời hướng dẫn từ Quý. Thật sự đó, bác Quý rất là tuyệt vời. Cảm ơn bác Quý rất nhiều. Dạ, cảm ơn chị Nam Phương. Em còn có em chị muốn tìm người để chị hỏi. Dạ vâng, mỗi người sẽ có một cái chuyên môn khác nhau. Rồi em mà đọc những cái tài liệu mà tiếng Việt viết tắt mà không hiểu là em sẽ hỏi anh Thanh. Và như vậy là chúng ta cũng có thể kết nối với nhau online để chúng ta hỗ trợ rất nhiều bệnh nhân ở đây. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng để gửi câu hỏi ạ. Buổi hôm nay chị biết thêm bác sĩ Thanh và chị có gì mà chị khó quá là chị sẽ hỏi bác sĩ Thanh. Em được biết là bác sĩ Thanh cũng rất là tích cực, ý là rất là luôn dành thời gian để trả lời giải đáp những cái thắc mắc của những bệnh nhân ấy ạ. Thông qua những cái buổi chia sẻ trong cái lớp học thông thái về ung thư mà đã tổ chức được 6 khóa trong năm vừa qua thì bác Thanh luôn là người dành thời gian tham gia cùng với lớp, đồng hành với lớp để có thể là giải đáp những cái câu hỏi một cách kỹ càng hơn cho bệnh nhân, cũng như là khi mà các học viên mà tới bệnh viện khám thì cũng được bác sĩ Thanh chia sẻ giải đáp và còn trả lời phản hồi lại với em là ôi anh đã được bác sĩ Thanh giải đáp những cái thắc mắc này rồi, anh cảm thấy là cái quyết định của mình bây giờ nó rõ ràng hơn và họ rất là phấn khởi khi mà có được một cái quyết định cho cái bản thân mình từ cái những cái chia sẻ, những cái góp ý đó, những cái hướng dẫn của bác sĩ Thanh ạ. Thì em nghĩ đó cũng là một cái niềm hạnh phúc của các bệnh nhân ung thư mà khi mà được chăm sóc bởi bác sĩ Thanh. Vâng, dạ, cảm ơn anh Thanh. Thì thật sự á, em nghĩ á, cái này nó cũng là một cái quy tắc chung trong cuộc sống của chúng ta thôi. Thì ra đường bị lạc đường thì phải kiếm cái người am hiểu mới hỏi được, đúng không ạ? Thì còn và khi hỏi đường thì chúng ta cũng phải hiểu hỏi bằng cách nào đó cho nó lịch sự và cho nó đầy đủ thông tin, ví dụ tôi đi từ đâu đến đâu, tôi đang bị cái vấn đề gì thì hỏi như vậy người ta mới chỉ được cho mình. Chứ không tự nhiên nói tôi bị ung thư giờ làm sao thì chắc chắn là cũng ai biết được để nói cho nó thấu đáo. Dạ. Yeah. Đúng rồi, hoặc là ngoài cái chuyện là mình có người hỏi thì mình cũng phải cần đặt câu hỏi làm sao để cho người ta cảm thấy là mình được tôn trọng, cái người được hỏi họ được tôn trọng từ cái người bệnh nhân đang hỏi đó, để họ cảm thấy là họ sẵn lòng dành thời gian ra để giải đáp những cái điều người kia chưa biết, đúng không ạ? Thì chương trình của chúng ta cũng khá là dài rồi, thì chắc khi trước khi mà mình kết lại thì em xin mời lại các khách mời của chúng ta gửi đến các anh chị học, các anh chị khán giả đang xem chương trình của chúng ta một cái thông điệp gói gọn mà mọi người có thể đem về nhà cũng như là cùng suy ngẫm lại trước khi mà mình kết thúc nha. Dạ rồi, thì chắc là cái thông điệp đầu tiên thì em xin nhường mic cho bác sĩ Thanh ạ. Điều gì cũng vậy, chúng ta cần phải giao tiếp với nhau, cần phải trao đổi với nhau để quyết định công việc chính xác hơn. Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ Thanh. Và cái thông điệp tiếp theo thì không biết là chị Nam Phương muốn gửi tới các quý vị khán giả là gì ạ?
Bản thân người bệnh ung thư đã chịu những rủi ro vì sức khỏe, chính vì vậy cần tình thương, cần thời gian của người thân chăm sóc. Chính vì vậy làm được gì cho người thân mình, cố gắng làm, hãy dành thời gian, sự yêu thương, sự kiên nhẫn nhiều hơn cho người thân. Dạ, và chắc là để kết lại cái chương trình của chúng ta thì em xin nhường lời lại cho bác sĩ Quý ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh Thanh và chị Nam Phương. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái chương trình này từ đầu đến giờ. Riêng Quý như là một bác sĩ đồng hành với bệnh nhân tại Nhật Bản và tại Việt Nam, thì mình cảm nhận là phải qua một thời gian rất lâu rồi chúng ta mới có thể hiểu hơn về cái đặc tính suy nghĩ của người bệnh nhân. Cho nên là như anh Thanh nói, cái giao tiếp, và giao tiếp phải trường kỳ, phải liên tục thì chúng ta mới hiểu được họ. Bởi vì bản thân bệnh nhân vì bệnh tật, vì đau khổ, cho nên là người ta sẽ có những cái thay đổi tính cách. Và đôi khi chúng ta phải có không, ngày hôm nay chúng ta không hỏi được, không hiểu được, thì có thể ngày mai chúng ta lần sau chúng ta sẽ hiểu hơn. Cho nên là cái chuyện duy trì kết nối để chúng ta hỗ trợ là chuyện rất là quan trọng. Và hy vọng là những cái thông điệp trong cái webinar ngày hôm nay và trong cái cuốn lịch 31 thông điệp mà Bekna và Y học cộng đồng phối hợp sẽ có thể giúp ích cho rất là nhiều người. Và chúng tôi hy vọng là qua cái hoạt động này có thể kết nối thêm cả những nhân viên y tế đang hỗ trợ bệnh nhân, không chỉ là trong những cái bệnh viện mà tuyến đầu để tấn công ung thư, mà cả những cái bệnh viện gần nhà bệnh nhân, hỗ trợ bệnh nhân về mặt tinh thần, về mặt chăm sóc giảm nhẹ, để chúng ta có thể hoàn tất cái vòng tròn hỗ trợ người bệnh ở trong cộng đồng ạ. Vâng, mình còn một vài phút, không biết là Thùy Dương có ý tưởng gì không? Dạ, thì chắc là để mọi người nhớ lại một lần nữa thì em nghĩ là mình dành khoảng thời gian khoảng vài phút nữa thôi trước khi mà mình chào nhau, thì mình cùng xem lại cái video giới thiệu nhanh qua về 31 thông điệp mà cả buổi hôm nay chúng ta đã cùng trao đổi nha. Vâng, cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi chương trình ạ. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha. Bản lịch 31 lời khuyên giúp cải thiện làm việc nhóm trong y tế. Biên tập giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Shirai Keisuke, khoa nội huyết học, ung bướu Đại học Y khoa Dartmouth. Chuyển ngữ, thạc sĩ Nguyễn Thảo, Lê Hà Việt, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Nguyên Quý, tổ chức Y học cộng đồng. Nói thế nào để bệnh nhân ung thư bớt lo lắng, bất an? Làm sao để người bệnh chuẩn bị cho tình huống xấu nhưng ít bị sốc? Làm thế nào để bác sĩ, điều dưỡng, bệnh nhân, gia đình cùng nhìn về một hướng? Lắng nghe và thấu hiểu. Tư vấn và động viên. Định hướng và gợi mở. Dạ vâng, thì video vừa rồi cũng đã kết lại cái webinar ngày hôm nay của chúng ta. Thì cảm ơn một lần nữa, thì cảm ơn các anh chị cũng như là quý vị khách mời đã dành thời gian đồng hành cùng nhau trong một buổi tối ngày thứ bảy. Hy vọng rằng thời gian tới thì cũng là dịp Tết đến, thì mong rằng mọi người có một năm mới thật là an lành và thật nhiều niềm hạnh phúc. Cảm ơn mọi người. Vâng, cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình. Cảm ơn các cộng tác viên y học cộng đồng ở Bekna trong chương trình ngày hôm nay ạ.